Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thoại 8 game. Các bạn cùng nghiệp phá game đầu tiên nha. Let's go. Đây là những tựa game ma hay và hot trong những tháng vừa qua. Và mình đã lọc ra ở đây là 8 tựa game rất là hay. Ok, play. So let's go. Continue. Tựa game này thì các bạn phải đi tìm những trong những ngăn kéo, tìm 20 túi và tìm những con số. Ở đây thì có một con ma, nhưng mà nó chỉ đi được ngoài lan can thôi, nó không đi được vào trong các cái phòng này. Rồi mình sẽ đi đường này xem. Mở tất cả những cái cửa mà phát sáng ra thì những cái cửa đó mới mở được, còn những cái cửa mà không có phát sáng thì các bạn không mở đâu. Ví dụ như những cái này không mở được. Rồi ok, mình sẽ chuyển tiếp sang phòng này. Cây đàn. Wow. Con mắt. Con mắt này thì các bạn khi các bạn ấn vào thì các bạn sẽ biết được là con ma nó đi đường nào. Ok, mình sẽ sang phòng tiếp theo. Oh, nó đang gần đây. Wow. Đó, một cái đầu không. Rất là khiếp luôn. Let's go. Rồi, nó đang ở dưới tầng hầm. Bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Let's go. Oh, những ăn kéo. Xem đây còn gì không. Tiếp tục đi sâu bên trong. Rồi một cái cưa. Cái cưa này thì các bạn cưa một những cái tấm gỗ. Nó bị chắn ở một cái cửa. Wow, đây có một con chuột. Wow. Ồ, đây không có gì. Cái bản đồ gần như hình thành rồi, sắp hình thành rồi. Let's go. Rồi. Lại cưa được những tấm gỗ này ra. Khi bạn lên đây, các bạn sẽ xuống vào điểm đầu tiên, xuất phát. Số ok và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Senderia The School. Đây là tựa game bóng ma trong trường học. Let's go. Oh. Phòng này không có gì. Đây có một chiếc chìa khóa. Tiếp tục mở căn phòng này. Một món đồ đầu tiên. Let's go. Đây là một bình máu này. Món đồ thứ hai kia rồi. Mình sẽ tìm ở đây xem có gì không. Một chiếc chìa khóa nữa. Ok, let's go. Rồi mình sẽ di chuyển tiếp đến phòng tiếp theo. Ok, mở bên này ra. Let's go. Rất nhiều chìa khóa luôn. Wow. Món đồ thứ ba. Một con gấu bông. Không có gì ở đây. Bây giờ mình sẽ lên trên tầng 2.
Okay, let's go. Tiếp tục nào. Không có gì. Mình sẽ sang bên hành lang bên này. Let's go. Một chiếc chìa khóa nữa. Món đồ thứ 5. Đó, các bạn cứ đi xung quanh tất cả các phòng, sau đó thì tìm đủ 8 món đồ. Khi đủ 8 món đồ thì các bạn sẽ thoát được khỏi ngôi trường học ma này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ 3. Slenderia, The Cellar 2. Let's go. Hôm nay thì cái tiếng nhạc của nó rất là khiếp. Nếu các bạn nào mà nghe cảm thấy khiếp thì các bạn có thể cho nhỏ la một chút. Ok, let's go. Một cửa sách. Oh my gosh, ông quỷ. Wow. Quyển sách thứ hai. Quyển sách thứ ba. Let's go. Wow. Tiếp tục nào. Oh my gosh. Đây không có gì. Nghe thấy tiếng như kiểu có một đứa con đang bò đi ở gần đây. Con của ông bà ma. Đây rồi. Wow. May nó không nhìn thấy mình. Wow. Oh my gosh. Thank you.
các bạn cứ đi thật nhanh. Rồi bắt đầu các bạn lại tìm những các phòng khác và tìm đủ 8 quyển sách là các bạn sẽ thoát khỏi nơi này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. House of Slender Developer, let's go. Play. Bây giờ I need to this. Ok. Một ngôi nhà ma. Ok man. Đây là một cửa lên tầng 2. Chỗ này không có gì. Một mẩu giấy đầu tiên. Tiếp tục đi nào. Thứ hai. Một thứ ba. Chỗ này không có gì. Let's go. Đây là một con ma đang ngóng. Chỗ này không có gì. Wow, hết chìa khóa rồi. Đây, đây có một chiếc chìa khóa. Mình sẽ dùng chiếc chìa khóa này để mở luôn các phòng đó. Xuất hiện rất là nhiều. Tiếp tục, mình sẽ mở đây ra. Xong gì không? Một thứ năm. Đi tìm thêm một chiếc chìa khóa nữa. Đây rồi. Để các bạn mở căn phòng đó ra. Wow, đây là một phòng bếp. Sau khi đi ở đây, các bạn sẽ lên trên tầng 2 và tìm đủ 8 mẩu giấy là các bạn sẽ thoát được khỏi ngôi nhà ma này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5, Slenderia Asylum. Đây là bóng ma trong bệnh viện. Một bệnh viện bỏ hoang khá lâu rồi và có rất là nhiều ma. Ở đây thì có cả một ông quỷ nữa. Ông ta là chồng bà ma này. Và các bạn phải nghe tiếng ông ta, xong rồi các bạn đi đường khác tránh ông ta đi. Ông ta gần đây. Mình sẽ đi ngược lại.
Oh man. Một tờ giấy đầu tiên. Tiếp tục nào. Chỗ này không có gì. Oh my gosh. Ở đây không có gì. Ồ, oh, đây rồi. Tờ thứ hai. Ở đây không có chiếc chìa khóa rồi. Hết chìa khóa rồi. Tờ thứ ba. Rồi, mình lại quay lại chỗ này. Mở tiếp căn phòng này ra. Biết đâu là có tờ nữa. Đây có tí máu này. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm 8 tờ giấy là các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát ra khỏi bệnh viện ma lại. Mình sẽ mở lốt cánh cửa này ra xem có gì không. Khi các bạn tìm hết rìa ngoài, sau đó các bạn sẽ đi vào rìa trong. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Slenderia 2D Play Doom. Ok, let's go. Gì? Wow, có một bàn tay ma. Cái cửa này thì bị khóa rồi. Ồ, đây là một chiếc chìa khóa. Đây là ngõ cụt. Mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Let's go. Các bạn phải ấn xem nó có những cái gì không. Mình sẽ đi thẳng đây xem nó. Rất nhiều cửa phòng. Ở nhiều cửa phòng lắm. Mình sẽ vào cửa đầu tiên. Đây là cụt này. Một chiếc đồng hồ, không có gì. Tiếp tục thoát cửa phòng này ra. Rồi đi thẳng vào cửa phòng này. Let's go. Oh my gosh. Mất luôn một lần chết. Tức là khi nhìn thấy nó quay đi thật nhanh hay là khi nhìn thấy là chết luôn rồi, mình cũng không hiểu. Vừa nhìn cái đã chết rồi. Chỗ này hết rồi. Tiếp tục sang cầu phòng nào. Từ, ở đây đã. Ok. Oh, phải quay đi thật nhanh. Cái này cần phải có chiếc chìa khóa. Mình sẽ vào đây tìm lại xem. Không có chiếc chìa khóa nào. Đây rồi, ok. 47. Oh
Ồ, oh, có một cánh cửa. Lên bậc thang, đây là tầng 2 rồi. Oh man, rộng quá, đâm ra là bị bảo tàng giết chết. Ok, và bây giờ thì mình sẽ xong tựa game ma tiếp theo. From. Ok, let's go. Wow, xuất hiện. Yeah. Chuyên bị cô ma này bắt mất. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderina, giờ xem là. Ok, let's go. Xin thứ hai. Đây như là một mê cung luôn. Không có gì đâu. Có chiếc chìa khóa mới mở cánh cửa ra. Wow. Oh man. May mình lé kịp. Không ở đấy khi bị bà ta đâm vào thì mình sẽ bị ngất trong vòng mấy giây. Sách thứ tư. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 8 quyển sách, các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát ra khỏi cái nơi này. Cái gì đây?
cái gì đây. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.